cảnh sát trưởng Labrador. Không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải quyết. Go go, chào mừng bạn đến với đồn cảnh sát. Hãy cùng bắt đầu công việc của hôm nay nào. Go go, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Tôi không thể tìm thấy con gái mình. Cảnh sát trưởng Labrador, làm ơn giúp tôi với. Hãy bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết vị trí của bạn. Hu hu, tôi đang ở công viên giải trí. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador sẵn sàng tham gia. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn đây rồi. Tôi vừa trả lời một cuộc điện thoại thì con gái của tôi đã bị lạc rồi. Hãy tin ở tôi. Con bạn mặc đồ gì khi bị lạc? Con gái tôi là một bé mèo con. Con bé đang đội một chiếc mũ màu xanh dương. Con bé đang mặc trang phục màu hồng. Con bé đang đeo một chiếc ba lô nhỏ màu xanh lá cây. Bức chân dung đã xong. Hãy cùng xem video giám sát để xem liệu mèo con có còn ở trong công viên giải trí hay không nhé. Bạn có thể tìm thấy mèo con trên bức chân dung không? 3 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. 2 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát Doberman. 1 ngôi sao, bạn tuyệt vời chẳng kém cảnh sát Akita. Bạn có thể tìm thấy mèo con trên bức chân dung không? Đu quay thú nhúng. Tìm thấy rồi. Làm tốt lắm, bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Mèo con ở gần chiếc đu quay thú nhúng. Hãy cùng đi xem nhé. Mèo con ở gần chiếc đu quay thú nhúng. Xuất phát nào. Đến chỗ chiếc đu quay thú nhúng nào. Chào bạn nhỏ, hãy đi với chú nào. Chú sẽ mua kẹo cho cháu. Tuyệt vời. Ôi không, mèo con sắp đi với người lạ. Hãy nhanh chân tới đó nào. Các bạn nhỏ, đừng đi với hắn. Hắn ta là kẻ xấu đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, đứng lại ngay. Kẻ xấu đã trốn thoát, hãy đuổi theo hắn. Hãy trượt lên để nhảy qua vỏ chuối. Trượt sang trái và phải để tránh các chướng ngại vật. Dây trượt patin có thể giúp bạn chạy nhanh hơn. Trượt sang trái và phải để tránh các chướng ngại vật. Bạn đã bắt được kẻ xấu rồi. Làm tốt lắm, bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Kẻ xấu xa độc ác kia. Bây giờ, cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt giữ ngươi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi.
Các bạn nhỏ, hãy theo sát bố mẹ mình khi ra ngoài chơi nhé. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào. Ok, cảm ơn chú cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng, nhiệm vụ đã hoàn tất. Chú chó cảnh sát trưởng đẹp trai bắt đầu diễn thuyết về sự an toàn. Mèo con đã đi với người lạ. Hành vi đó có đúng không? Đó không phải là điều nên làm. Hãy theo sát bố mẹ bạn khi ra ngoài chơi. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào.